Thân ái kính chào quý vị. Chúng ta được gặp nhau trên kênh Kỹ thuật Thi công Cơ điện. Để hôm nay mình giới thiệu với các bạn đây một con bơm tăng áp mà nó có bộ inverter. Nó điều tốc của động cơ này nó chạy rất là êm. Như các bạn chỉ nhìn thấy là cái bơm tăng áp này thì nó không có rẻ đâu. Nó tầm khoảng 1.000 đô. Thì các bạn chỉ nhìn thấy là ở đây tí nữa đó, có người chạy thì các bạn sẽ coi nó điều tốc của động cơ này nó chạy êm ru như thế nào nha. Cái thông số máy này của cái hãng Hitachi. Cho nên các bạn hỏi là cái bơm này nó đắt hay nó rẻ thì nó tùy theo thôi. Thì nó là một ngựa các bạn. Đây bộ điều khiển nè. Hôm nay thì mình đi bảo trì cái hệ thống lọc nước thì mình sẽ thấy cái này mình chia sẻ với các bạn. Bộ điều khiển của nó ha. Còn cái đây là cái con biến tần của nó nè. Nó nén cho động cơ. Là hy vọng rằng là trong cái thời gian mà mình chia sẻ clip như thế này đó, ở dưới bếp người ta xài trong một cái vòi nước nào đó thì quý vị sẽ thấy nó chạy rất là êm ru luôn. Quá đẹp. Bắt quá nên không được. Cái áp đó đúng không? Anh xài cái áp bên này đúng không? Cho nó mạnh chút xíu đi. Tại vì nó phụ thuộc vào cái bình tích áp đó nè. Đây quý vị nghe ha. Nghe nó điều tốc à. Khi mà nước vòi nó tự đóng nha. Quý vị nghe nó điều tốc không? Nó thắng nè. Nó sẽ không ngưng lập tức bơm mà nó nén từ từ. Hay quá. Ok. Tại sao nó lâu? Vì quý vị sẽ biết là nó sẽ phụ thuộc vào cái bình tích áp này. Nó sẽ giữ cho cái áp lực trong đường ống nó luôn luôn ổn định và nó không bị nhấp nhảy. Thứ hai là nó điều khiển bởi cái con brush fill này nè. Brush fill này. Con này là cái con gọi là áp suất các bạn. Còn đây là cái tủ điều khiển mình miếng bằng ha. Cái tủ này rất là đơn giản đối với những bạn học viên ở trong cái khóa điện công nghiệp của mình thì cái tủ này nó chả là cái gì hết. Được không? Nó không là cái gì hết, chỉ có hai cái khởi động từ với hai cái rồi lan nhiệt rồi. Nhưng mà nếu mà dùng cái bơm này đó thì khỏi cần dùng cái hai con rồi lan nhiệt này, nó phế luôn cả tác dụng luôn nha. Cũng khỏi cần phải bảo vệ rồi lan áp để làm cái gì, tại vì con biến tần này nó đã giải quyết được vấn đề này rồi. Cái bơm này lần đầu tiên tôi thấy nha các bạn. Cái này gắn cho nhà có tiền biệt thự rồi rất là ngon. Đó, có người xài có vị đã nghe tiếng ha. Nghe tiếng máy nè, nó êm cực kỳ luôn á. Thẳng. Ok. Cảm ơn quý vị nha. Chúng ta sẽ gặp những clip sau.